Số 294, Kinh Lamaya, Quyển Hạ. Bấy giờ, đồng tử thiện tà nhất tâm tư duy lời dạy của vị già xoa, của vị già thiên. Đạo tâm ban đầu thanh tịnh viên mãn, tư duy xong, liền được thâm nhập các Bồ Tát Tạng và phát sinh biện pháp đại nguyện của Bồ Tát, tịnh hóa đạo Ba La Mật chư Bồ Tát, hành nguyện viên mãn thù thắng cùng tận của Bồ Tát, phát khởi thành tựu và thâm nhập biện trí, dùng nhất thiết trí của giúp tất cả chúng sinh khắp mười phương, trưởng dưỡng thêm rộng lớn tâm đại bi. Ở cõi chư Phật phát sinh các hạnh nguyện lớn phổ hiền. Đồng tử thiện tài đi dần dần đến chỗ dạ thiên phổ hiền, thậm thâm, vi diệu công đức ly cấu quang minh, cúi đầu đảnh lễ, giữ quanh vô số vòng, rồi đứng về một phía, chắp tay cung kính bạch thiên thần. Trước đây con đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng chưa biết thế nào là tu hạnh Bồ Tát và đầy đủ các địa. Dạ thiên nói, hay thay, hay thay, đồng tử chính vì có khả năng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mới hỏi về hạnh Bồ Tát và đầy đủ các địa. Thiện nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp thì có thể đầy đủ hạnh Bồ Tát, đó là một, được tất cả tam muội của chư Phật hiện tại và thấy tất cả sắc thân Phật phân minh rõ ràng. 2. Được tịnh nhãn tam muội thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của chư Phật để trang nghiêm thân. 3. Được vô lượng vô biên công đức tịnh nhãn, thấy biển lớn công đức trí tuệ sâu xa vi diệu của chư Phật. 4. Thấy vô lượng vô biên biển ánh sáng chư Phật chiếu khắp tất cả pháp giới. 5. Vô lượng chẳng thể nghĩ bàn ánh sáng pháp Phật nơi một lỗ chân long phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả vô số chúng sinh, làm cho các chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành biển ánh sáng chư Phật Như Lai tâm từ bi bình đẳng rộng khắp nơi mỗi niệm đều thi hành Phật sự khắp mười phương thế giới. Đối với các chúng sinh tùy duyên ứng hiện để độ thoát họ, làm cho vô lượng chúng sinh đều được giải thoát. 6. Ở trong mỗi lỗ chân lông đều thấy tất cả biển ánh sáng ngọc báu mani ánh sáng rực rỡ. 7. Trong từng niệm hiện ra tất cả biển thế giới biến hóa của chư Phật khắp đầy pháp giới, rút ráo tất cả cảnh giới Phật giáo hóa chúng sinh mà không chướng ngại. 8. Hiện ra biển lớn âm thanh vi diệu của tất cả Phật vô trụ, chuyển pháp luân thanh tịnh ba đời của chư Phật, diện nói tất cả biển kinh và biển mây pháp, nghĩa lý sâu xa không cùng tận. 9. Rốt ráo biển âm thanh chư Phật, thâm nhập tất cả biển Như Lai và rốt ráo tất cả biển Như Lai. 10. Thâm nhập thì hiện thần lực tự tại không thể nghĩ bàn của chư Phật, để hóa độ chúng sinh trụ nơi vô lượng vô biên biển danh xưng chư Phật. Thiện nam, đây gọi là mười pháp Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát đầy đủ mười pháp này thì có thể viên mãn các hạnh Bồ Tát, cũng có thể tròn đủ hạnh nguyện phổ hiền. Thiện nam, ta đã thành tựu pháp môn định lạc tinh tấn tịch diệt của Bồ Tát. Nhờ định lực này, ta đều thấy cõi Phật và tất cả chư Phật cùng biển quý thuộc ba đời trang nghiêm. Ta thấy vô lượng vô biên biển thần thông lực của chư Phật Như Lai. Biết thọ mạng ngắn dài cho đến vô lượng của chư Phật kia. Biết vô lượng biển âm thanh vi diệu thanh tịnh của chư Phật. Chư Như Lai kia pháp thân thanh tịnh vô lượng vô biên đầy khắp pháp giới, cũng không chấp trước tất cả tướng Như Lai mà nghĩ đến sự vô tướng tốt. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai không tướng đến đi, vì đã không còn tất cả tướng đến đi, do không trụ chân lý như ở ba đời, cũng chẳng phải quá khứ, không trụ nơi hiện tại, không thấy vị lai, vì diệt trừ tất cả tướng thế gian, cho nên không thụ tất cả tướng đến và đi, cho nên gọi Như Lai là bất lai, bất khứ. Chư Phật Như Lai không sinh, không khởi, không lùi, không hết, không diệt mất, không hiện hữu, cho nên gọi là pháp thân. Chư Phật Như Lai không sinh khởi tánh nói năng, không diệt mất tánh nói năng, vượt qua tất cả ngôn ngữ, vì ngôn ngữ đoạn diệt. Thân chẳng phải thật diệt độ, nhưng thì hiện diệt độ, cũng như tánh pháp và huyển hóa đều không hoại diệt. Chư Phật Như Lai không thật không hư, chỉ vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh, tất cả Như Lai không đến không đi, mà xuất hiện ở đời. Chư Phật Như Lai không sinh đâu, không mất, không diệt, không trụ, không đến đây, không đến kia. Vì pháp tánh thanh tịnh nên không thể hoại diệt.
Chư Phật Như Lai không tánh, không tướng, vì xa lìa tất cả sự nói năng ngôn thuyết, nên chư Phật Như Lai dùng một tướng nhất như, đồng nhập pháp tánh, điềm nhiên an lạc. Không tưởng sinh diệt, không có mé, nên vì rốt ráo tất cả tánh, tướng, pháp giới. Thiện nam ta biết rõ ràng những điều về Như Lai như vậy và chỉ đạt pháp môn, định lạc tinh tấn tịch diệt này để sáng soi và tăng trưởng căn lành thêm rộng lớn, thâm nhập và tùy thuận chân như vắng lặng sâu xa hiện khắp cảnh giới, phân biệt rõ ràng tướng bình đẳng hay hư vọng, diện nói đại pháp bình đẳng sâu xa, đem tâm đại bi giúp đỡ tất cả mọi loài mà chưa từng xả bỏ. Nhất tâm hoàn toàn vắng lặng, không có tưởng sinh hay diệt, tăng trưởng chánh thọ, nhập định tịch diệt, bắt đầu nơi sơ thiền, diệt trừ nghiệp ý, được trí lực vắng lặng, thấu giữ chúng sinh, hoan hỷ an lạc, nhập đệ nhị thiền, xả ly sinh tử, niết bàn tịch diệt, quán tánh chúng sinh, tu đệ tam thiền, vì đoạn diệt các khổ phiền não của chúng sinh mà không thấy có tướng chúng sinh, tu đệ tứ thiền, tăng trưởng tâm nguyện giác ngộ nhất thiết trí, phát sinh tất cả phương tiện quyền xảo phi diệu của biển định Bồ Tát. Thâm nhập tất cả các biện pháp môn, thành tựu du hí thần thông Bồ Tát, xuất sinh thần lực tự tại, trí tuệ trong sáng của Bồ Tát, thâm nhập pháp giới rộng khắp. Này thiền nam, ta chỉ biết tu tập pháp môn tịch diệt, định lạc tinh tấn này của Bồ Tát, dùng các thứ phương tiện độ tất chúng sinh. Lúc nửa đêm vắng, lúc nửa đêm thanh vắng, vì các người tại gia tham đắm năm dục, ta nói tướng bất tịnh. Vì người cho rằng cuộc đời là khoái lạc, nên ta nói tướng khổ não, tưởng trói buộc, bức bách, tưởng ăn bất tịnh, tưởng tâm cuồng si, tưởng quỷ la sát. Vì người cho rằng vạn pháp thường còn, nên ta nói về tưởng vô thường, tưởng khổ và không khổ. Quán những cái tưởng này rồi, thì ta giáo hóa cho những chúng sinh đó biết nhàm chán năm dục, có tưởng chê trách thân tâm, tưởng tin về nhà cũng chẳng phải nhà mà xuất gia học đạo, ở chỗ vắng vẻ, tư duy tọa thiền, đoạn trừ tất cả chướng ngại và những tiếng xấu ác làm loạn đạo. Lúc đêm thanh vắng, để làm cho chúng sinh được tâm an ổn, nên ta thì hiện như vậy, dùng sức quỷ thần diệt trừ sự sợ hãi của họ, làm cho họ phát sinh tâm đạo. Nếu có người muốn cầu xuất gia, ta sẽ vì họ mở cửa tâm chánh pháp, soi sáng con đường họ đi, xua tan bóng tối vô minh, làm cho họ không còn sợ hãi. Ta vì người đó ca ngợi Phật Pháp Tăng, khiến họ phát đạo tâm, và ca ngợi sự gần gũi thiện tri thức, tu hành công đức. Thiện nam, nay ta đem thần lực pháp môn này làm cho những chúng sinh chưa sinh pháp ác, phương tiện khiến không sinh, đã sinh pháp ác rồi, phương tiện khiến cho trừ diệt, chưa sinh pháp lành, phương tiện làm cho sinh, đã sinh pháp lành, phương tiện làm cho tăng trưởng, thực hành rộng rãi hạnh Bồ Tát, tu các pháp ba la mật, đại nguyện đầy đủ, phát sinh tất cả trí tuệ từ bi, mong sao cho chúng sinh được an vui chốn nhân thiên, trừ bỏ vọng tưởng, tăng trưởng pháp lành, tùy thuận giúp đỡ cho họ thành tựu pháp hạnh pháp vô tận vô biên vô thọ. Thiện nam, ta chỉ biết pháp môn Bồ Tát tịch diệt, định lạc tinh tấn. Chư đại Bồ Tát đầy đủ nguyện phổ hiền, đầy đủ sở hành của hạnh phổ hiền, được đoạn trừ đốt ráo cảnh giới tối tâm và được thành tựu các căn lành, thần lực ánh sáng trí tuệ của cảnh giới Phật và công đức của Như Lai. Tất cả tâm Phật không có chỗ chướng ngại, thoát khỏi bóng tối sinh tử, không còn bị ô nhiễm. Tất cả đều đầy đủ nhất thiết trí, thâm nhập tất cả biển cõi chư Phật, hộ trì tất cả biển pháp chư Phật, thành tựu tất cả biển mây pháp vi diệu. Trí tuệ của Như Lai có thể làm lợi ích khắp tất cả chúng sinh bị đắm chìm trong vô minh sinh tử. Nhờ ánh sáng trí tuệ chiếu soi mà màn đêm sinh tử tối tâm, thì ta làm sao có thể biết và có thể nói hết hạnh công đức kia. Thiện nam, cách đây không xa, về phía bên phải Đức Như Lai có một dạ thiên tên Hỷ Mục quán sát chúng sinh. Ông hãy đến đó hỏi thế nào là Bồ Tát, học hạnh Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát. Bây giờ dạ thiên phổ hiền thậm thân vi diệu công đức ly cấu quang minh, muốn lập lại ý nghĩa pháp môn này nên nói, nên kệ nói rằng: Thâm nhập định hiện tiền, thấy khắp tam thế Phật, mặt tịnh không bụi nhơ, phân biệt biển chư Phật, quán thân tịnh vi diệu, thâm nhập tướng tốt Phật, nhất niệm sức vô lượng,
biết khắp tánh pháp giới. Thân tịnh ngồi nơi đạo tràng, Lô Xá Na chánh giác trong pháp giới mười phương, chuyển pháp luân tịnh diệu. Trí giác Phật tối thắng, dâm dứt tướng không hai, những tốt đẹp trang nghiêm hiển bày khắp chúng sinh. Thân Phật khó nghĩ bàn, đồng nhất thân hư không, hiện khắp mười phương cõi, một lúc đều giáo hóa. Phóng hào quang viên tịnh, bao hàm các cõi Phật, sắc sạch không nghĩ bàn, chiếu khắp các pháp giới. Nơi mỗi lỗ chân lông hiện vô lượng cõi Phật, vô lượng sắc vi diệu chiếu khắp các thế giới, hào quang bất tư nghị từ nơi chân lông hiện, soi chiếu khắp chúng sinh, diệt trừ bao phiền não, hóa Phật phát diệu âm vang đầy mười phương cõi. Thấy khắp cõi chư Phật đều như sấm chớp vang, tiếng Như Lai vi diệu vang khắp cõi mười phương. Mưa pháp cam lồ khắp, khiến phát Bồ Đề tâm, vô số kiếp tu hành giáo hóa các chúng sinh. Thấy khắp Lô Xá Na tất cả các cõi Phật, bao nhiêu âm hưởng đời Như Lai đều xa cách. Hiện khắp loài quần manh, khiến chúng ở cảnh giới tất cả các Bồ Tát sở hành không nghĩ bàn. Nơi một chân long Phật nhất niệm đều biết hết. Gần đây có giả thiên tên Hỷ Mục Quán Sát, người đến đó để hỏi hạnh Bồ Tát thế nào. Bây giờ đồng tử thiền tài của đầu kính lệ dưới chân giả thiên, nhiễu quanh vô số vòng hướng về chỗ giả thiên Hỷ Mục Quán Sát chúng sinh. Khi ấy đồng tử thiền tài chuyên cầu thiện tri thức, chánh niệm lời dạy của thiện tri thức khó thấy, khó gặp. Thấy được thiện tri thức, sinh tâm hoan hỷ, diệt trừ những ý tưởng loạn động. Thiện tri thức là đoạn tận nghi hoặc, có thể phá tan chướng ngại. Gặp thiện tri thức nên biết là đã gần gũi bậc nhất thiết trí. Gặp thiện tri thức tức được thâm nhập biện pháp giới, biện pháp chư Phật. Gặp thiện tri thức phát sinh tất cả tưởng chư Như Lai trong mười phương, được nghe những điều giảng nói của thiện tri thức. Thì nên biết là được tưởng chánh niệm pháp vân Đà La Ni, thọ trì tất cả pháp Phật thanh tịnh, thấy tất cả tưởng chư Phật chuyển bánh xe pháp. Gặp thiện tri thức là đầy đủ tất cả biển đại từ cứu giúp chúng sinh. Gặp thiện tri thức nên sinh hoan hỷ, trí tuệ sáng suốt đều có thể chiếu khắp biển pháp giới chư Phật. Lúc này giả thiên Hỷ Mục Quán Sát chúng sinh dùng sức oai thần gia bị đồng tử thiện tài và khen ngợi thiện tài. Hay thay thì nam có thể cầu thiện tri thức và đến chỗ thiện tri thức thân cận cúng dường như vậy. Thiện tri thức tức là giác ngộ, cầu thiện tri thức là đại tinh tấn. Thiện nam, thiện tri thức khó thấy khó gặp, năng lực thiện tri thức không thể hủy hoại. Thiện tri thức du hóa khắp mười phương, diệt trừ sinh tử, chấm dứt tất cả phiền não, thành tựu biện tài. Thiện tri thức là thâm nhập tất cả vô lượng đại sự, trang nghiêm đạo chánh thuận. Thiện tri thức hiện đủ các pháp môn, có thể làm cho tất cả được không chướng ngại, mà không xa lìa chỗ cũ, mà đến tất cả cõi Phật nơi mười phương. Cầu thiện tri thức thì nên sinh khởi tưởng này, không đến không đi, không lay không động, và không có tướng đến đi. Vì nhất thiết trí cứu giúp chúng sinh nên cầu bạn lành. Khi ấy đồng tử thiện tài do gặp thiện tri thức liền biết rõ vô lượng vô biên các biển đại nguyện, được nhất thiết trí lợi ích chúng sinh, gần gũi bạn lành. Vì vô lượng vô số hằng hà xa biển vi trần thế giới chúng sinh, tận cùng biển thế giới này và tận cùng biên tế thế giới này lại vượt hơn vô lượng vô biên không thể nói, không thể nói ở địa ngục lớn này, mà bị chúng sinh đó phát khởi từ bi, hướng thẳng giác ngộ, diệt trừ vô lượng kiếp khổ của chúng sinh, dùng một âm thanh vang khắp tất cả thế giới nơi mười phương, tuyên giảng pháp vi diệu. Nếu có người nghe sẽ diệt vô lượng kiếp tội chướng sinh tử, dùng hạnh nguyện đại bi để tự trang nghiêm. Tu hạnh Bồ Tát, ở trong mỗi niệm được tướng nhất thiết trí, đầy đủ thần thông lực, ở khắp mọi nơi thường gặp tất cả chư Phật Như Lai, gần gũi cúng dường, làm thiện tri thức, dùng trang nghiêm Phật để trang nghiêm chính mình, nghiêm tịnh pháp giới chư Phật ba đời, không vào dòng sinh, không ở dòng tử, đầy đủ thần thông Phật, không trụ pháp giới, không lìa pháp giới mà có thể qua lại khắp thế giới nơi mười phương. Chỗ thiện tri thức đầy đủ khắp pháp giới, không chấp trước ngôn ngữ, trong từng khoảng sát na luôn tu hạnh Bồ Tát, đầy đủ cảnh giới tánh, thành tựu nhất thiết trí,
đầy đủ tất cả chú ý thần thông Phật, trang nghiêm Phật đạo, do pháp bình đẳng, thân tâm không lay động, giúp đỡ chúng sinh, năng lực thiện tri thức hiển hiện ba đời. Bây giờ đồng tử thiện tài đến chỗ Dạ Thiên Hỷ Mục quán sát chúng sinh. Lúc đó Dạ Thiên ở trong đại chúng, ngồi nơi tòa sư tử Bảo Liên Hoa, tu duy pháp môn chánh thọ Bồ Tát Phổ hiện quang tràng hỷ tịnh. Tất cả lỗ chân lông phát ra mây vi diệu, người nào trông thấy mây này đều vui vẻ không chán. Mỗi mỗi lỗ chân lông hiện các mây báu, gọi đó là kết quả của sự thực hành hạnh trí tuệ, lợi ích ích lợi cho chúng sinh, tránh xa nơi tranh tụng. Dùng tâm bình đẳng không đắm trước các pháp, đem trí tốt đẹp, tối thượng cố giúp các chúng sinh hiển hiện ba đời tu hạnh Bồ Tát. Tâm không bỏng sẻn, có thể bỏ được những gì khó bỏ nhất. Bố thí hết tất cả, thân tâm bình đẳng không thể nghĩ bàn, đem phước bố thí bảo bọc chúng sinh. Đối với chúng sinh không khởi tâm đắm trước, không thấy tướng chúng sinh, không từ bỏ chúng sinh, đầy đủ hạnh khổ Bồ Tát ba đời. Tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới bị trói buộc bởi vô minh, sống trong si mê phiền não tích tụ. Bồ Tát dùng thần thông đại bi mở trói cho họ, và ở nơi tất cả lỗ chân lông xuất ra tất cả vô số chúng sinh, Bồ Tát tự tại tùy duyên biến hóa thân, mây thân. Đem mây thân này biến khắp pháp giới hư không, ở trước chúng sinh thì hiện thần thông tam muội để giác ngộ họ, không ưa thích thế gian, xa lìa ba cõi, diệt trừ sinh tử. Như tránh hầm lửa, nhưng ở nơi tất cả chúng sinh lại thị hiện sinh tử, hiện các thứ khoái lạc và tướng thành bại trong cõi trời người. Vì các chúng sinh mà nói về pháp bất tịnh, làm cho họ đều biết tu hành, đoạn trừ vọng tưởng điên đảo. Vì các chúng sinh nói về pháp biến dịch khổ não, tất cả pháp thọ thân hữu vi đều là vô thường. Nguyện cho các chúng sinh tâm nhập cảnh giới Phật vĩnh viễn, xa lìa vô thường, trụ nơi giới Bồ Tát Ba La Mật không thể nghĩ bàn, thường thọ giới cấm thanh tịnh của chư Phật, không bao giờ hủy phạm, tâm không nghi hoặc, chỉ cho các chúng sinh giới cấm đầy đủ, dùng hương giới xông ướp tất cả chúng sinh. Vì nơi mỗi chân lông sinh ra tất cả mây sắc thân vi diệu, chịu cho bị cắt chặt tay chân và những bộ phận thân thể, bị đánh đập dữ dội hay mắng chửi, ác độc, chê bai, dối trá, thì họ đến nhẫn thọ tất cả. Đối với chúng sinh đó không sinh tâm sân, không khởi ý hại, khen ngợi người xấu ác, không bao giờ hủy phạm, thân tâm cung kính, rất là yêu mến, giống như cha mẹ thương yêu, nhớ nghĩ đứa con một. Tuy làm những hành này, Bồ Tát không sinh tâm cống cao, kiêu mạn, hiển hiện các pháp chân như pháp nhẫn, khi biết hòa hợp các chúng sinh ác trong tất cả thế giới. Trí tuệ biết sâu xa tánh hư không là tận hay vô tận. Thực hành nhẫn của Bồ Tát đem tâm trí Phật đoạn trừ tất cả phiền não, chấm dứt tất cả kết sự tích tụ, có khả năng gánh vác tất cả chúng sinh xấu ác của thế gian như bảo vệ đôi mắt. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu các đức nhẫn kim cang của chư Phật hoàn toàn trong sạch không vết nhơ. Ở nơi mỗi mỗi lỗ chân lông hiện hiện sắc thân Như Lai thanh tịnh tùy duyên ứng hóa mà cứu độ chúng sinh, làm cho họ được trông thấy. Và ở nơi mỗi mỗi lỗ chân lông sinh ra các loại sắc thân, nơi tất cả các nẻo thể hiện dũng mạnh tinh tấn, làm cho chúng sinh tu hành như cứu lửa cháy trên đầu, chinh phục các ma oán và được không thoái chuyển thù thắng, cứu giúp tất cả muôn loài, cứu vớt ra khỏi biển sinh tử, vĩnh viễn xa lìa những nỗi lo buồn và các nẻo vô minh sợ hãi, vượt qua núi sinh tử, vĩnh viễn xa lìa các biển ái dục, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, tâm không mỏi mệt, thọ trì và gìn giữ pháp luân chư Phật, nỗ lực tinh tấn diệt trừ chướng ngại, thâu nhiếp tất cả chúng sinh, làm cho họ đều được điều phục, nhập vào luật hạnh tâm không giải đãi, hiển bày tất cả cõi nước thanh tịnh chư Phật để giáo hóa chúng sinh, trang nghiêm tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những công đức này đều bắt nguồn từ quả báo tinh tấn Ba La Mật sinh ra.
Mỗi mỗi lỗ chân lông xuất hiện tất cả các loại hình sắc, dùng các phương tiện để diệt trừ những ưu sầu khổ não của chúng sinh, làm cho họ được hoan hỷ, nhằm chán những mối họa năm dục, sinh tâm hổ thẹn sâu xa, địa phục các căn, tu hành phạm hạnh tối thắng vô thượng. Thanh tịnh ba nghiệp thân, miệng ý, hiển hiện tất cả những dục vọng nơi thế gian mà chẳng lấy làm an vui. Thể hiện các loại hình sắc như vậy, làm cho chúng sinh hỷ lạc, thương thích thọ trì, sinh ra chánh pháp, tâm không tán loạn, an trụ thẳm sâu nơi cửu định, diệt trừ tất cả phiền não của chúng sinh, mang đến cho họ sự an lạc. Hiển hiện cảnh giới thần lực thông minh tự tại của các biển Tam Muội Bồ Tát, làm cho các chúng sinh thân tâm hoan hỷ, dập tắt ngọn lửa phiền não, được niềm vui mát mẻ, tăng thêm pháp lành. Ba nghiệp thân, biện ý thường được vắng lặng, các căn tươi vui, được pháp hỷ lạc. Nơi mỗi mỗi lỗ chân lông thể hiện tất cả chỗ sinh ra trong năm đường, làm cho năm đường trong mười phương đều thấy thân kia đến chỗ chư Phật. Tất cả các cõi Phật đối với chư Phật, sư trưởng và thiện tri thức luôn cung kính cúng dường, tâm không lười mỏi. Tất cả sự chuyển bất luân Như Lai đều có thể thọ trì, không bao giờ nhàm chán, không sinh thoái chuyển, rốt ráo tất cả cõi biển chư Phật, hóa độ chúng sinh, thể hiện tất cả biện pháp hộ trì chánh pháp, không thấy pháp tướng mà luôn ở trong thật tướng. Thể hiện tất cả các môn tam muội, thân, tâm thanh tịnh, đoạn trừ tất cả sự nghi hoặc của chúng sinh, dùng năng lực trí tuệ phân biệt tất cả biển tâm của chúng sinh, dùng tuệ kim cang phá trừ các núi tà kiến của chúng sinh, tâm sinh mặt trời trí tuệ trong sáng tròn đầy. Ở trong một niệm có thể phá tan bóng tối si mê che phủ của chúng sinh, làm cho xa lìa thanh văn, bích chi Phật địa và pháp nhị biên về có, không và sự điên đảo nghi hoặc, tất cả đều hoan hỷ, được trí tuệ an vui, giáo hóa tất cả hướng về Phật đạo. Lại ở nơi tất cả lỗ chân lông sinh ra tất cả thân chúng sinh nhiều như bụi trần, thể hiện các loại sắc thân không thể nghĩ bàn, tùy chỗ cần độ thì hiện ra nơi ấy. Ở trong một âm nói vô lượng âm, trong vô lượng âm diệu nói một âm, tùy theo ngôn ngữ của những loại chúng sinh mà nói tất cả kho tàng công đức của chư Phật, chỉ bày các việc làm ở thế gian là hữu tác hay vô tác, hữu ký hay vô ký, hiển rõ tất cả quả báo hành nghiệp ba đời, không ưa thích ba cõi, ca ngợi pháp xuất thế, xa lìa ba cõi, tất cả sự điên đảo tà kiến đói khát đều khiến cho họ xuất ly, hương đạo cam lộ thẳng đến nhất thiết trí, vượt hẳn các địa nhị thừa sợ hãi. Ở nơi pháp hữu vi hay vô vi mà tâm không hề vướng mắc, ngược chiều sinh tử hướng thẳng niết bàn, nhưng không bỏ các hạnh, không lìa các thú. Qua lại năm đường không nhàm chán mỏi mệt, phát tâm tinh tấn thù thắng, thành tựu bình đẳng, đem pháp chánh giác giáo hóa chúng sinh, đạt nhất thiết trí. Mỗi mỗi chân lông thì hiện sinh ra tất cả cõi Phật số nhiều như bụi trần, thân biến hóa như vậy, biến hiện trước tất cả các chúng sinh, tu hành phổ hiền, trọn vẹn tất cả nguyện không thể cùng tận, khuyên răng sách tấn chúng sinh hướng đến nhất thiết trí. Trong khoảng một niệm, thể hiện tất cả tịnh hạnh, cung kính cúng dường, vô số đức Như Lai mà tâm không cảm thấy đủ. Xây dựng tháp tràng, dẹp trừ ngoại đạo, trình giữ tất cả các hạnh Bồ Tát. Tâm tâm nối tiếp, đầy đủ tất cả các ba la mật. Mỗi mỗi biển bụi trần sinh ra tất cả các biển tánh, các pháp, diện nói biển âm thanh, tất cả pháp, biến khắp cõi biển bụi trần trong mười phương, đem âm thanh này trở lại tận cùng kiếp hải vi trần thế giới. Nuôi lớn căn lành tất cả chúng sinh, trụ lâu dài nơi tất cả vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, vi trần số biển cõi Phật, vô số vi trần số kiếp không thể nói hết được, vì các chúng sinh làm cho họ được tăng tấn. Lại hơn số này, trụ thọ bất diệt, đến khi kiếp hoại, đưa vào thần lực Phật nên Bồ Tát này, được sự không hoại diệt của chư Phật xuất thế, nơi vi trần số cõi nước chư Phật ba đời, và đều khiến họ đi đến đó cung kính cúng dường, gìn giữ và thọ trì chánh pháp luân Phật, an trú trong thần thông thanh tịnh cõi nước Phật, giáo hóa chúng sinh qua bờ giác ngộ, làm cho họ được khoái lạc, hoan hỷ, an vui. Nơi mỗi mỗi lỗ chân lông xuất ra tất cả hóa thân, ấn hiện tất cả chúng sinh và nghiệp báo của chúng sinh, hiện nơi tất cả lỗ chân lông, và nơi mỗi mỗi lỗ chân lông,
mua đầy đủ những vật dụng cúng dường chư Phật và ban bố cho chúng sinh. Nhờ tâm lực Phật Vương nên cảnh giới không hoại diệt, không thể cùng tận, kiên cụ như tướng, không lui sụp, không chìm đắm, tâm hạnh bình đẳng, không trụ, không vướng mắc. Phát sinh hạnh thanh tịnh hoan hỷ tuyệt đối, dùng năng lực từ tâm diệt trừ tội ác chúng sinh, năng lực mãn nguyện thiện thể của Bồ Tát làm hòa diệt bốn ma, diệt trừ tất cả núi nghiệp phiền não, chấm dứt các pháp thế gian, tu đại từ bi, nơi hạnh Bồ Tát được không thoái chuyển, giúp đỡ tất cả chúng sinh có duyên lành trong mười phương thế giới, làm cho họ được tu hành các ba la mật, thể hiện công đức vô tận của Bồ Tát, đạt đến các Đà La Ni Bồ Đề thắng diệu chuyển pháp luân của, dùng thắng trí tuệ để hằng phục ngoại đạo, đầy đủ hạnh lực ba la mật của Bồ Tát, vì các chúng sinh mà hướng về nhất thiết trí. Mọi mọi lỗ chân lông thể hiện tất cả thân tướng bình đẳng với chúng sinh, làm cho ai cũng ưa nhìn. Và ở nơi mọi mọi lỗ chân lông hiển hiện tất cả biển loại chúng sinh, lại hiển hiện vô lượng vô số vi trần số không thể nói mười phương thế giới, vi trần số các diệu sắc thân. Hạnh lực trí tuệ của Bồ Tát đều hiển hiện tùy duyên của chúng sinh, hiển hiện không thể nói hết biển lớn trí tuệ, khai biết tất cả biển tâm chúng sinh, khai biết tất cả biển căn cơ của chúng sinh, biết biển số tâm và các tâm của chúng sinh, thâm nhập rốt ráo pháp giới trí tuệ ở trong khoảng thời gian một niệm có thể xuống mạng tất cả pháp giới, giải thoát nơi thế gian, ca ngợi pháp xuất thế gian, trang nghiêm cõi vật thanh tịnh, học tập sự an trú thần thông của chư Phật, tán thán nguyện lực thần thông của chư Phật, đến chỗ chư Phật cung kính cúng dường, thọ trì gìn giữ mấy pháp chánh pháp luân. Hiển hiện trí tuệ 13 la mật làm cho các chúng sinh đều được nhiều hoan hỷ, diệt trừ nhiệt nạn bức bách, xa lìa sầu lo và tan pháp thế gian, xa bỏ các điều ác, điều phục các căn, nơi nhất thiết trí được không thoái chuyển. Các ba la mật khuyến tấn an vui, hóa độ chúng sinh, chư đại Bồ Tát dùng pháp thù thắng này, nội sấm pháp lớn để tỉnh thức những chúng sinh ngủ mê ngủ, dùng ánh sáng của sức thắng tuệ pháp trí có thể làm chân chánh khắp các hạnh ác cuồng loạn, thấy được bản tánh tịnh hạnh của chư Phật ở mỗi lỗ chân lông đều hiển hiện như vậy mà không chướng ngại. Hỷ mục quan sát chúng sinh dạ thiên đã tu công đức cầu thiện tri thức, đến chỗ chư Phật thân cận cúng dường, tu tập những điều thiện, thực hành bố thí ba la mật, có thể bố thí những gì khó bố thí như vương vị, thành ấp, đất nước, cung điện, quan lại, vợ con, nhân dân quyến thuộc để xuất gia học đạo. Đó gọi là thực hành thí ba la mật. Hành giới ba la mật là tu giữ giới thanh tịnh như giữ con mắt của chính mình, dầu cho nhận chịu tất cả đau khổ của thế gian, nhưng đối với sự giữ giới vẫn không khuỷu phạm. Những điều mà tất cả chúng sinh không thể thực hành thì Bồ Tát thực hành. Đó gọi là thực hành thí ba la mật. Hành nhẫn nhục ba la mật bị tất cả chúng sinh sân hận, mắng chửi, chê bai, đánh đập, ép bức thân thể Bồ Tát đều cam nhẫn không tỏ vẻ sân hận. Bị tất cả chúng sinh đoạt mất những lợi lạc, làm tổn hại đến những người thân yêu, những sự khổ như vậy Bồ Tát đều có thể nhẫn nhục. Giả sử dùng ba ngọn đèn lửa đốt cháy thân, chịu bao nhiêu đau đớn, tâm Bồ Tát vẫn rất hoan hỷ. Ví như tỳ kheo được vào đệ tam thiền trì thân tâm vui vẻ, tinh sâu các pháp, kham thọ các pháp không sinh, không diệt. Đó gọi là thực hành thí ba la mật. Hành tinh tấn ba la mật là vì nhất thiết trí nên chịu các khổ. Từng số phận thân thể bị lửa đốt vẫn không bao giờ sợ hãi. Vì nhất thiết trí nên hết sức nỗ lực như cứu cháy đầu, chuyên cầu giác ngộ, thân tâm vẫn bền, không thể hủy hoại, không có ý niệm mệt mỏi, không bao giờ lui sụp. Đó gọi là thực hành thí ba la mật. Hành thiền định ba la mật là thân tâm không tán loạn, mà biến khắp mười phương, trọn vẹn thanh tịnh thiền ba la mật. Dũng mạnh tinh tấn không bỏ tam muội gọi là thiền ba la mật, được thanh tịnh rốt ráo hết cả các hạnh thanh tịnh, vào tam muội thù thắng, an trụ trong thần tông, vượt qua biển đại trí, niệm niệm tương tục, đều theo trình tự nhập định thanh tịnh, gọi là thiền ba la mật. Tất cả biển thiền định cứu cánh, các biển tam muội trình tự tương tục chưa từng đoạn tuyệt, gọi là thiền ba la mật.
Hành trí tuệ ba la mật là không vướng mắc bên này, không vướng mắc bên kia. Ở trong pháp không đạt giải thoát lớn, đó là Đại Bồ Tát thanh tịnh viên mãn trí tuệ ba la mật. Trí tuệ tự nhiên phát sinh ra mặt trời, trí tuệ thanh tịnh, thân tâm không chấp trước. Nhập kho tàng trí tuệ cứu cánh, quán sát biển trí tuệ lớn là trí tuệ ba la mật. Không chấp trước pháp tướng, hành cảnh giới trí tuệ thanh tịnh thù thắng an lành là trí tuệ ba la mật. Phát sinh biển trí tuệ nghĩa lý vi diệu là trí tuệ ba la mật. Hành phương tiện là sinh ra tất cả các thân phương tiện, các lực thắng tấn của phổ trí, nhất thiết trí làm sáng tỏ trong pháp giới, gọi là phương tiện ba la mật, phương tiện trí tuệ thanh tịnh, sinh tánh pháp, sinh thân. Khoảnh khắc hơi thở ra vào, đắc được phương tiện thanh tịnh, bản hạnh không hai, gọi là phương tiện ba la mật. Các vị Bồ Tát bản nguyện rất sâu rộng, xuất sinh thân thanh tịnh, thể hiện đời sống trọn vẹn, giáo hóa chúng sinh, đối với các chúng sinh và các bạn và các hạnh lành. Tâm thanh tịnh không nắm trước, gọi là hành phương tiện ba la mật. Hạnh nguyện ba la mật sinh ra tất cả thân biển nguyện, thâm nhập tất cả các biển tam muội trí tuệ, vượt qua tất cả thanh văn, bích chi Phật địa. Thể hiện sinh ra bản nguyện thanh tịnh, ba la mật không xả đắc, tùy theo chỗ nguyện cầu, trí tuệ bản hạnh, tịnh các nguyện thân, gọi là hành nguyện ba la mật. Hành lực ba la mật là đầy đủ các công đức tự tại như ý, tu pháp trợ đạo gọi là lực ba la mật. Nhờ pháp trợ đạo mà lợi lạc chúng sinh, tu các công đức mà không vướng mắc nơi công đức, không thấy tướng công đức, gọi là lực ba la mật. Nhân lực và quả lực đều đầy đủ cũng như biển lớn, gọi là lực ba la mật. Hiển bày các dòng pháp và giảng nói về các trí lực, gọi là lực ba la mật. Hành trí ba la mật. Trí ba la mật là danh tự thanh tịnh. Trí ba la mật là cảnh giới trí tuệ. Trí ba la mật chính hành nhanh chóng. Trí ba la mật ánh sáng hiện khắp nơi, giống như hương thơm vi diệu, và khác cũng được mùi thơm thấm vào. Như âm vang của tiếng, tất cả đều vọng lại, gọi là trí ba la mật. Ánh sáng được rõ âm thanh thù thắng vi diệu, giảng nói nghĩa vị không cùng tận, bao hàm tất cả, gọi là trí ba la mật. Trí ba la mật phát sinh đầy đủ bản hạnh, quả báo và tánh tướng thanh tịnh, gọi là trí ba la mật. Trí ba la mật không dính mắc, không bảo hộ là nhất thiết trí. Tập hợp tất cả, không chấp trước, trợ phần bồ đề. Trợ bồ đề phần, trí tuệ sáng suốt, đầy đủ thắng tấn địa, thâm nhập cảnh giới trí hạnh sâu xa, gọi là trí ba la mật. Trí ba la mật thâm nhập vi diệu, biết pháp tánh và pháp trí, thâu nhận các pháp. Trí tuệ tùy thuận, biết rõ tướng như thật của ruộng vước hay chẳng phải ruộng vước, gọi là trí ba la mật. Trí của chư Như Lai vượt khỏi ba cõi, thông đạt ba đời, biết rõ tất cả hạnh nghiệp Bồ Tát, gồm thâu các trí mà không có chỗ ngăn ngại. Còn biết trụ xứ chánh trí Bồ Tát nên tu chánh hạnh, và lại khi biết rõ từ lúc mới phát tâm cho đến lúc và hướng đến các địa trên, với tâm phương tiện, khi biết rõ hồi hướng, biết rõ các pháp như, nghiệp như, báo như, biết rõ pháp luân như, biết tướng pháp luân như, gọi là trí ba la mật, thù thắng vi diệu vô trước, thâu nhận chánh pháp. Người thâu nhận chánh pháp biết hết tất cả pháp, người biết hết tất cả pháp thì biết pháp Như Lai, biết pháp như khứ, biết rõ nghiệp và cảnh giới nghiệp, biết rõ cõi và cảnh giới cõi, biết rõ các kiếp, biết rõ trí xa đời xuất sinh các trí Phật, biết trí Phật là chánh trí bình đẳng, biết trí Bồ Tát, biết trí của trí Bồ Tát, biết trí trú Bồ Tát, biết trí của trí tuệ công đức Bồ Tát, biết trí hồi hướng tịnh tâm Bồ Tát, biết trí các đại nguyện, trí chuyển pháp luân, biết trí phân biệt pháp, trí nhập biện pháp, trí biện trí phương tiện, biết trí dòng pháp xoay vòng Đà La Ni, biết trí các pháp hướng đến. Biết tất cả trí ba la mật như vậy, sâu xa không cùng tận, rộng lớn vô biên, cứu cánh không bờ bến. 10 ba la mật thắng trí này, ở nơi một lỗ chân lông đều hiển hiện, tất cả lỗ chân lông đều hiển rõ các thân biến hóa để hóa độ chúng sinh. Và nơi tất cả lỗ chân lông xuất sinh vô lượng mây thân, đó là mây thân trời A-can địa trá, mây thân trời thị hiện, mây thân trời bất nhiệt, mây thân trời quả thân, mây thân trời biến tịnh, mây thân trời vô lượng tịnh,
mây thân trời thiểu tịnh, mây thân trời tịnh quả, mây thân trời quảng quả, mây thân trời vô lượng quả, mây thân trời vô lượng tịnh quả, mây thân trời thiểu tịnh quả, mây thân trời quang âm, mây thân trời vô lượng quang âm, mây thân trời thiểu quang âm, mây thân trời đại quang âm, đại phạm, mây thân trời phạm phủ, mây thân trời phạm phú lâu na, mây thân trời phạm phú lâu két na, mây thân trời phạm ấn, mây thân trời phạm tự tại, tha hóa tự tại thiên vương cùng mây thân thiên tử và thiên nữ của họ. Hóa lạc thiên vương tử cùng mây thân thiên tử, thiên nữ trời hóa lạc, đâu xuất đà thiên vương tử cùng mây thân thiên tử, thiên nữ trời đâu xuất đà, diệm ma thiên vương tử cùng mây thân thiên tử, thiên nữ của họ, tức là hoàng thiên vương tử cùng mây thân thiên tử, thiên nữ và 32 phụ thần. Đề đầu lại rá thiên vương tử cùng mây thân thiên tử, thiên nữ quyến thuộc, tất cả mây nam nữ càng tất bà, tỳ lâu lạc xoa thiên vương cùng quyến thuộc thiên tử, thiên nữ của họ, mây thân nam nữ tất cả cư bằng trà, tỳ lâu bát xoa thiên vương cùng thiên tử, thiên nữ quyến thuộc của họ, tất cả mây thân nam nữ rồng, tỳ sa môn thiên vương cùng thiên tử, thiên nữ quyến thuộc của họ, mây thân tất cả nam nữ dạ xoa khẩn na la vương cùng tất cùng mây thân tất cả nam nữ khẩn na la ma hầu la già vương cùng tất cả mây thân nam nữ ma hầu la già ca lâu la vương cùng tất cả mây thân nam nữ ca lâu la alu atula vương cùng tất cả mây thân nam nữ atula diêm la vương cùng tất cả mây thân nam nữ diêm la vương cùng mây thân địa ngục ác thú mây thân nhân vương mây thân nam nữ mây thân đồng nam đồng nữ. Từ nơi tất cả lỗ chân lông phát ra tất cả mây thân từ các cõi như vậy, mây thân thanh văn, bích chi Phật, tiên nhân, thần đất, thần nước, thần lửa, thần gió, thần biển, thần sông, thần núi rừng, thần ngũ cốc, thần bụi vị, thần cỏ thuốc, thần công viên, thần ao suối, thần thành quách, thần đạo tràng, thần đêm, thần ngày, thần hư không, thần địa phương, thần đường, thần hình ảnh, thần nhật tinh, thần các quỷ mị, thần kim cang lực sĩ, thần bộ hành, tất cả các thân thần như vậy vân tập biến khắp tất cả thế giới nơi mười phương, vì tất cả chúng sinh trong pháp giới mà hiện thân hỷ kiến như vậy. Bây giờ dạ thiên hỷ một quán sát chúng sinh, từ lúc mới phát tâm đã thực hành các công đức tích tập vô lượng các ba la mật lần lượt thọ sinh, chết nơi này sinh nơi kia, luân chuyển trong năm đường theo tên họ mỗi loài, gần gũi cúng dường, nghe thọ chánh pháp, hành hạnh Bồ Tát tâm không ngăn ngại, được các tam muội lần lượt trông thấy chiêm ngưỡng tất cả sắc thân tướng tốt của chư Phật, thấy cõi chư Phật và thấy các kiếp lần lượt thành hoại, được trí tuệ thanh tịnh, thâm nhập pháp giới, quán sát chúng sinh, biết biển chúng sinh chết nơi này sinh nơi kia, được thiên nhị thanh tịnh, trình tự đều nghe tất cả âm thanh. Vì nghe âm thanh nên được biết tâm trí của chúng sinh khác, và biết được tâm sở của chúng sinh, thần túc vô ngại, an nhiên tự tại, không vướng mắc thế gian, không thọ nghiệp đời sau, tận cùng cõi hư không, thân pháp thanh tịnh, tu đạt thần thông, quả báo an tịnh tốt đẹp, sung mãn mười phương, tuần tự được các pháp môn của Bồ Tát, cứu cánh các biển pháp môn Bồ Tát. Bồ Tát tự tại, dùng mãnh tinh tấn, Bồ Tát bước đi một mình không sợ hãi, đến nơi Niết Bàn, xa lìa tướng sinh tử, thanh tịnh thù thắng vi diệu, tập hợp các pháp môn công đức như ý, bình đẳng tất cả pháp giới, thể hiện tất cả mây thân công đức, thể hiện tất cả mây thân trí tuệ, diện nói pháp âm, khai thị giáo hóa làm cho chúng sinh đều quay về nương tựa. Khắp mọi nơi chốn đều thể hiện đại đạo, ở trong phong luân tạo lay động phát ra âm thanh thể hiện thuyết pháp, làm cho chúng sinh thọ trì sự chỉ giáo đạt lợi ích an vui, tư duy không chấp trước, đất rung, nước chảy, sóng biển, núi lửa cùng phát ra âm thanh, tiếng chấn động nơi cung thành của chư thiên, âm thanh vang rền nơi cung điện ngọc báu, hình sắc thiên vương với tiếng ca múa, tiếng long vương nổi mây sấm chớp, dạ xoa càng tất bà Atula, ca lâu la, khẩn na la ma hồ la già, tất cả thần vương, các loại âm thanh ở mười núi báu, âm thanh của chuyển luân thánh vương và các tiểu vương, âm thanh của tất cả mọi người nam nữ, âm thanh của Phạm Vương, âm thanh của chư thiên ca tụng, âm thanh của nhạc trời, âm thanh của Mani Bảo Vương Thần Châu,
âm thanh của Dạ Thiên, âm thanh của Thanh Văn, âm thanh của Duyên Giác và Bồ Tát, âm thanh của Như Lai, âm thanh của Hóa Thân Như Lai đã phát ra vô số các loại âm thanh như vậy về các chúng sinh mà phân biệt giảng nói. Dạ Thiên hỷ mục quan sát chúng sinh từ lúc mới phát tâm nơi cảnh giới công đức. Những gì khó đạt đều có thể đạt được, bao nhiêu hạnh khổ khó hành và có thể thực hành. Những hành như vậy, Dạ Thiên đều nương vào thần lực Phật nên đạt được tất cả công đức mây thân biến hóa. Nơi mỗi mỗi mây thân thuyết mây pháp không chấp trước thanh tịnh này, không hề dứt mất hay gián đoạn. Trong mỗi một niệm du hành khắp mười phương thế giới, tu nơi tịnh độ là khiến vượt qua vô lượng vô biên thế giới, vô lượng vô biên chúng sinh đang chịu khổ trong đường ác, thành tựu mọi an lạc nơi cõi trời người, để cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, vô lượng vô biên chúng sinh an trụ nơi địa Thanh Văn Bích Chi Phật, vô lượng vô biên chúng sinh xa lìa địa Thanh Văn Bích Chi Phật, được không thoái chuyển của chư Bồ Tát, hành bất khả tư nghị pháp môn, hỷ tràng tự tại phẩm lớn. Trong mỗi một niệm làm cho vô lượng vô biên chúng sinh trụ nơi địa Như Lai. Lúc này đồng tử thiện tài đã được thấy nghe, chứng kiến và hiểu rõ những việc kỳ đặc như vậy, nên chánh niệm tư duy, phân biệt quán sát, hội nhập nơi thiền định trí tuệ, an trụ bình đẳng. Vì sao? Vì thiện tài cùng vị Dạ Thiên kia, thân đời trước đồng tu hành nên được chư Phật hộ niệm, vì thành tựu các căn lành như huyễn không thể nghĩ bàn, nên đạt đầy đủ căn lực của Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Vì thành tựu các căn lành của Bồ Tát nên sinh nơi nhà của Như Lai, thuộc dòng họ của Như Lai, được ân lực của thiện tri thức, được thần lực giải thoát của tất cả Như Lai hộ trì, được diệu lực nơi bản nguyện của Đức Tỳ Lô Giá Na, nên thành tựu mọi căn lành, thọ nhận các hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Bây giờ đồng tử thiền tài chân đắc pháp môn hoan hỷ tịnh quang minh đại hải tràng của Bồ Tát, đạt được thần lực của tất cả chư tất cả Như Lai trong mười phương, đạt được pháp môn Bồ Tát tràng tỳ ma tỳ la ma già của Dạ Thiên kia, được pháp môn đó rồi tâm nhập quán sát tam muội phổ chiếu mười phương quang minh pháp hải. Đồng tử thiện tài liền đứng dậy chắp tay cung kính nói kệ ca ngợi vị Dạ Thiên vô lượng vô số kiếp tâm nhập pháp tối thắng, hiển bày pháp thân màu tự duyên mà ứng hiện, biết rõ tâm muôn loài vô minh điên đảo hoặc, dùng vô số phương tiện độ tất cả chúng sinh, pháp thân thường tịnh diệu dập tắt bao nhiệt não. Không lai hiện thì hiện hai, vì độ tất chúng sinh ấm nhập và thế giới tất cả không vướng mắc các hạnh và sắc thân, giải thoát tất cả nghiệp không chấp pháp trong ngoài, vượt thoát biển sinh tử, trí tuệ sáng thanh tịnh, xua tan tối sinh tử, xua tan tối tự sinh, hỷ mục căn không chấp diệt trừ các nghi hoặc, chúng sinh ưa vui đời nên hiện mười phương Phật, xuất tam muội vô ngại nơi mỗi mỗi chân lông, hiện các mây hóa thân, tâm niệm sinh tam muội, tâm niệm lực tam muội, cúng dường Phật mười phương, cứu độ các chúng sinh tất cả pháp rốt ráo. Quan sát các biển nghiệp, hạnh nghiệp tự trang nghiêm, diễn thuyết vô đạo vô ngại, vì khiến chúng thanh tịnh, độ tướng tốt trang nghiêm, cũng giống như Phổ Hiền, tùy chúng sinh đáng độ hiển bày vô ngại thân. Đồng tử thiện tài nói kệ khen ngợi xong, bạch thiên thần: Thánh giả phát tâm vô thượng chánh đàn chánh giác đã bao lâu mới đạt được pháp môn này? Thời gian ấy như thế nào? Bây giờ Dạ Thiên dùng kệ đáp: Ta nhớ đời quá khứ, vô lượng vô số kiếp, bây giờ có một kiếp tên là Tịch Tịnh Âm, thành có chuyển luân vương, sắc thân thanh tịnh diệu, đủ 32 tướng, 80 vẻ trang nghiêm, thân vi diệu viên mãn, sắc vàng diêm phù đàn, hào quang chiếu tất cả, tự tại dạo hư không, chuyển luân có ngàn con, thân đăng chánh dũng mãnh, có một oai, có một ức đại thần, trí tuệ đều hiền minh, có 10 ức thệ nữ, đoan nghiêm như thiên hậu, dịu dàng đủ từ bi, phụng sự hầu đại vương. Khi đó vua chuyển luân dùng chánh pháp trị nước, thống lãnh khắp thiên, khắp gian sang, cả bốn châu thiên hạ. Vua bỏ nước dinh hoa, xuất gia cầu Phật đạo, ta là hậu thánh vương, đầy đủ tiếng phạm âm, thân tỏa chiếu sắc vàng, sáng soi bốn vạn dặm, khi mặt trời lặn tắt, nửa đêm thường yên ắng.
Bây giờ ta mộng thấy thần hiện dáng điềm lành. Nghe Phật xuất thế gian, hiệu là Công Đức Hải, hiển bày sức tự tại, đầy khắp cõi mười phương, phóng biển lưới ánh sáng, chiếu tất cả cõi nước, vô lượng thân tự tại, sung mãn cõi mười phương, đủ loại thân biến hóa, sức quả báo, hào quang, đầy khắp hàng hà xa, chiếu cùng muôn vạn nẻo. Đất chấn động sáu cách, tự nhiên phát diệu âm, Như Lai hiện nơi đời, chúng sinh đều hoan hỷ, tất cả lỗ chân lông, muôn vàng hóa thân Phật, đầy khắp cõi mười phương, tùy duyên giảng nói pháp. Ta mộng thế như vậy, Như Lai xuất tự tại, giảng nói pháp sâu màu. Thân tâm nhiều an lạc, 10.000 thân dài thiên đầy khắp trong hư không, ca ngợi Như Lai ấy, khai thị ta giác ngộ, trời kia đã bảo ta, hiền tuệ ngươi nên biết, Phật đã hiện nước ngươi, ngày muôn kiếp khó gặp, nghe vậy xong vui mừng, liền thấy ánh sáng trong. Quán sát từ đâu đến, chỗ thọ vương đạo tràng, ta thấy thân Như Lai, như núi chúa Tu Di, tất cả trong chân long phóng nhiều ánh đạo, ánh sáng lớn. Thấy Phật xuất tự tại, tâm sinh nhiều hoan hỷ, liền phát nguyện rộng lớn, ta nguyện như thế tôn phu nhân vua giác ngộ, quyến thuộc và thệ nữ. Ta mộng ánh sáng Phật, hỷ lạc cả toàn thân, tức thời cùng đại vương, vô lượng na do tha, bốn binh chúng quyến thuộc, đi đến chỗ Như Lai. Ta nơi 2.000.000 năm, thường cúng dường Như Lai, bảy báu đầy thiên hạ, tất cả đều cúng dường. Đức Phật vì ta dạy, kinh Công Đức Phổ Vân, biển đại nguyện trang nghiêm, lãnh hội độ chúng sinh. Ta phát thệ nguyện lớn, Vị Lai làm giả thiên, những người tâm phóng dật đều khiến sang các ác. Khi ta mới phát tâm, vô thượng đạo bồ đề, trong hữu vi sinh tử, chưa từng có mất quên. Từ đây lại cúng dường, ngàn muôn vạn ức Phật, an vui trong sinh tử, lợi ích khắp chúng sinh. Một, Phật Công Đức Hải. Thứ hai, Công Đức Đăng. Thứ ba, Phật Bảo Diễm. Thứ tư, Phong Tuệ Trí. Thứ năm, Thiên Hoa Tạng. Sáu, Vô Ngại Nguyệt Âm. Thứ bảy, Pháp Nguyệt Vương. Tám, Viên Mãn Trí Vương. Thứ chín, Phật Bảo Diệm, Vô Lượng Thiên Nhân Tôn. Thứ mười, Nhật Âm Thanh. Ta đều đã cúng dường các đức Phật như vậy, mười ức na do tha vẫn chưa được tuệ nhãn, kêu cánh biển sinh tử, tuần tự lại có kiếp, tên là Thiên Diệu Thắng. Thế giới tên Bảo Quang, 500 Phật ra đời, trước Phật Viên Mãn Nguyệt. Thứ hai, Minh Tịnh Nhật. Thứ ba, Phật Quang Tràng. Bốn, Tu Di Sơn Vương. Thứ năm, Hoa Diệm Hải. Sáu, Trí Tuệ Hải Tràng. Thứ bảy, Nhiên Đăng Phật. Thứ tám, Thiên Đức Tạng. Thứ chín, Quang Minh Tràng. Thứ mười, Phổ Trí Vương. Các đức Phật như vậy ta đều đã cúng dường, chưa từng lìa khổ. Chưa lìa khổ năm ấm, không vui tưởng rằng vui. Đối pháp không sinh nghi, cũng không nghi chánh pháp. Tuần tự lại đến kiếp, tên Trang Nghiêm Phạm Âm. Bây giờ có thế giới, tên Liên Hoa Đăng Vân, có vô lượng đức Phật và chư Phật quyến thuộc, ta đều đã cúng dường. Nghe thọ trì chánh pháp, Phật đầu hiện Bảo Sơn. Thứ hai, Công Đức Hải. Pháp giới Tu Di Tràng. Thứ tư, Pháp Tu Di. Thứ năm, Phật Pháp Tràng. Thứ sáu, Địa Oai Thần. Thứ bảy, Phật Pháp Lực. Thứ tám, Hư Không Tuệ. Thứ chín, Pháp Viêm Sơn. Thứ mười, Chiếu Minh Sơn. Các đức Phật như vậy ta đều đã cúng dường, vẫn chưa rõ chân lý, tận cùng hết biển pháp, tuần tự lại đến kiếp, tên là Hoan Hỷ Đức. Bây giờ có thế giới, tên là Quang Công Đức. Kiếp đó có 80, nay do tha chư Phật, ta đều cúng dường khắp. Kính lễ Đấng Tối Thắng, một Càn Tát Bà Vương, hai Thọ Mạng Thọ Vương, ba Tu Di Công Đức. Thứ tư, Phật Bảo Nhãn. Năm, Tỳ Lô Giá Na. Sáu, Hiền Thánh Trang Nghiêm. Thứ bảy, Pháp Thắng Vương. Thứ tám, Minh Tịnh Đức. Thứ chín, Thế Gian Vương. Mười, Nhất Thiết Pháp Vương. Các đức Phật như vậy ta đều đã cúng dường, vẫn chưa được diệu trí, thâm nhập các pháp môn. Kế tiếp lại có kiếp, tên là Tịnh Bất Hoại. Bây giờ có thế giới, tên Phổ Quang Trang Nghiêm. Có 10 Phật ra đời, trừ vô lượng phiền não, dùng công đức trang nghiêm, nghiêm tịnh các chúng sinh. Có 1.000 Phật xuất thế, vô lượng đức trang nghiêm, diệt trừ phiền não cấu, khi tất cả thanh tịnh. Đầu tiên Phật Vô Tránh, thứ hai Vô Ngại Lực, thứ ba Pháp Giới Quang, thứ tư Phạm Kế Vương, thứ năm Ba Lâu Na Thiên, thứ
thứ sáu, sinh chúng quy. 7. Viên mãn nhẫn đăng. 8. Cụ túc pháp đăng. 9. Quang minh nghiêm hải. Thứ 10. Oai thần vương. Các đức Phật như vậy ta đều đã cúng dường, vẫn chưa hiểu chân pháp, trải qua tất cả cõi, cái đến lại có kiếp, tên là đăng hương sát. Bây giờ có thế giới tên là thanh tịnh khởi. Một ức Phật ra đời, nghiêm tịnh tất cả kiếp. Chư Phật có thuyết pháp, ta nghe đều thọ trì. Đầu tiên pháp xương vương, thứ hai pháp thân hải, thứ ba dũng mạnh đỉnh, 4 công đức pháp vương, thứ năm thắng pháp vân, thứ sáu thiên thủ quan, thứ bảy trí diệm Phật, thứ tám hư không lực, thứ chín phổ thắng khởi, thứ 10 diệu đức thủ. Cúng dường chư Phật xong, thành tựu 8 chánh đạo. Tiếp theo là có kiếp tên Minh Tôn Kim Cang. Bây giờ có thế giới gọi là Bảo Tràng Vương. 500 Phật ra đời, các đức Như Lai ấy, ta đều đã cúng dường, có pháp môn vô ngại. Đầu tiên viên mãn đức, thứ hai tịch nhiên âm, thứ ba công đức hải, thứ tư oai thần vương, thứ năm pháp túi vương, thứ sáu tu di tướng, thứ bảy hiệu pháp vương, thứ tám công đức vương, thứ chín công đức sơn, thứ 10 quanh minh vương. Các đức Phật như vậy ta đều đã cúng dường, và ta đều nghiêm tịnh, tất cả đạo tối thắng vẫn chưa được đầy đủ cái cánh pháp nhẫn sâu. Kế tiếp lại có kiếp tên là thắng xương âm, bây giờ có thế giới gọi là tịch tịnh âm. 80 na do tha, các đức Phật ra đời, ta đều đã cúng dường, nơi đó tu chánh đạo. Đầu tiên hiệu hoa tụ, thứ hai nhật hải tạng, thứ ba công đức khởi, thứ tư thiên châu la, thứ năm mani tạng, thứ sáu kim sơn vương, thứ bảy bảo tụ Phật, thứ tám tịch tỉnh tràng, thứ chín Phật pháp tràng, thứ 10 hiệu tài thủ. Các đức Phật như vậy theo đồ đã cúng dường, coi tiếp lại có kiếp tên thiên tổ công đức, bây giờ có thế giới gọi là thiện hoa đăng. Sáu ức na do tha, các đức Phật ra đời, ta đã từng cúng dường tất cả chư Phật ấy. Đầu tiên tịch tỉnh tràng, thứ hai tri ấn vương, thứ ba hiệu bách đăng, 4 công đức vân vương, tịch tỉnh quang minh vương, thứ sáu minh tịnh nhật, thứ bảy pháp đăng vương, 8 công đức thủ vương, 9 thiên công đức tạng, 10 trí tuệ vân lôi. Các đức Phật như vậy ta thảy đều cúng dường, chưa đạt vô sinh nhẫn rốt ráo các pháp môn. Kế tiếp lại có kiếp tên vô trúc diệm quang, bây giờ có thế giới tên vô lượng thắng nghĩa, có 36 ức na do tha Phật hiện. Các đức Phật như vậy ta đều đã cúng dường. Thứ nhất phổ sơn vương, thứ hai hư không tâm, thứ ba hiệu tập trí, thứ tư trang nghiêm tạng, thứ năm pháp hải âm, thứ sáu trì âm thanh, thứ bảy hóa âm thanh, thứ tám hóa vân hải, chín công đức âm hải, thứ 10 diệu âm tràng, 11 phổ oai đức, 12 hiệu pháp hải, 13 tập âm thanh, 14 công đức hải, 15 đăng minh thủ, 16 bảo diệm thủ, 17 đăng minh Phật, 18 công đức diệm, 19 Phật nguyệt thiên, 20 công đức thánh. Các đức Phật như vậy ta đều đã được gặp Đấng Thế Tôn Phước Trí khi xuất hiện ở đời. Ta làm công đức thiên cúng dường Đấng tối thắng. Khi Phật vì ta dạy trang nghiêm nguyện biển lớn, niệm lực Đà La Ni đều có thể thọ trì. Ta được mắt sáng sạch, ta mũi Đà La Ni, ở trong mỗi niệm đều thấy vô số cõi. Sinh ra kho đại bi, tham nhập mây phương tiện, tâm tịnh như hư không, đều sinh từ trong mộng. Mới phát tâm bồ đề, rộng lớn như hư không, cứu cánh không bờ bến. Vì hóa độ chúng sinh, tận cùng kiếp vị lai, nguyện cầu lực chư Phật, quán xét các chúng sinh. Ngược thường lạc ngã tịnh, bị ngu si che phủ, phiền não khởi hư vọng, các tà kiến tham dục, vô lượng các nghiệp ác, tất cả trong các nẻo, thọ đổ báu bất thiện, hết thảy nơi các cõi. Thân thọ đủ các nghiệp, hòa sinh già bệnh chết, vô lượng khổ bức bách, ta phát tâm vô thượng an lạc các chúng sinh, khi đến chỗ chư Phật, đầy đủ lực Như Lai, trọn vẹn mây nguyện lớn, thường thấy tất cả Phật. Tu tập nơi chánh đạo, các công đức hoàn hảo, nhất tâm cầu rộng khắp, vô lượng mây công đức, ta muội la ma già, đầy khắp các thế giới. Ba la mật rộng lớn, mười phương cõi thanh văn, tất cả trụ xứ Phật nghe Lai Ma Già này, hạnh phổ hiền viên mãn, thâm nhập pháp giới tịnh, thâu giữ tất cả pháp, đầy đủ tất cả địa, biển phương tiện ba đời, tu tập hành vô ngại, nhất tâm đủ trí Phật, trí tuệ đều thông đạt.
Lúc này Dạ Thiên nói kệ xong thì cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật. Lúc vừa ngẩng đầu lên, Dạ Thiên liền thấy tướng bánh xe ngàn cân dưới chân Đức Như Lai. Quán ngược trở nên tất cả tướng tốt của Đức Như Lai, thân tâm thấy rõ tướng tốt của Đức Phật, nhưng không chấp trước nơi các tướng tốt đó. Do tâm rộng lớn, Dạ Thiên liền nghe mùi hương năm phần pháp thân của Phật, thành tựu tất cả các ba la mật, các trụ địa của Bồ Tát. Tận cùng nơi biển pháp Phật sẽ lìa tất cả pháp sắc thanh hương vị xúc trong ba đời, trụ địa rốt ráo nơi hạnh rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, làm thanh tịnh viên mãn đại cảnh giới của địa, nơi khoảng một niệm hiện khắp vô lượng cõi Phật trong mười phương, đầy đủ mười pháp môn. Mỗi một pháp môn đầy đủ vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. A Tăng Kỳ, các biển pháp giới chấm dứt những khổ đau, tất cả đều tin tưởng sâu xa. Này Phật tử, những công đức này ta đã tu tập từ thuở lâu xa, tinh hiệu thọ trì và hành đầy đủ hạnh Phổ Hiền. Thiện nam bây giờ chuyển luân thánh vương trí tuệ, kiếp kiếp tương tục, luôn tiếp nối vương vị, nhận được dòng dõi Phật sinh trong nhà, dòng họ Tích, không đoạn mất hạt giống vắng lặng, tốt đẹp của Như Lai. Người đó đâu phải là ai xa lạ, mà chính là đồng tử văn thù sư loại vậy. Phu nhân hiền tuệ ngọc nữ của chuyển luân thánh vương thì nay là ta. Vì Dạ Thiên khi ấy làm cho ta giác ngộ trong giấc mộng, nay chính là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Thiện nam, lúc tỉnh mộng rồi, thấy ánh sáng Phật ta mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi phát tâm, ta ở nơi vô lượng vô số kiếp nhiều như vi trần đã cõi Phật không đọa vào đường ác, thường sinh lên cõi trời hoặc nơi cõi người. Thọ nhận mọi an lạc, luôn được gặp chư Phật. Trong thời gian ấy, trải qua vô lượng kiếp cho đến khi gặp Đức Như Lai, báo ứng thủ công đức tràng, ứng cung chế biến tri, đạt được pháp môn phổ quan hỷ tràng. Được pháp môn này rồi, thì hiện vô số thân để đi phục chúng sinh, tùy thuận mở bày, dẫn dắt làm cho họ được thân cận thiện tri thức, hoặc là người trời cho đến tất cả các loài khác ở nơi đời vị lai, nghe danh hiệu Phật và pháp môn phổ quan hỷ tràng cùng tên Tam Muội Tỳ La Ma Già, mà thọ trì đọc tụng, giảng nói biên chép, cũng được vượt qua vô lượng vô số kiếp, nhiều như vi trần nơi cõi Phật các tội lỗi trong biển sinh tử, không đọa nơi đường ác, thường sinh lên cõi trời hay trong loài người, hướng thọ an lạc. Thường gặp chư Phật nghe pháp, lãnh hội, ghi nhớ, không bao giờ quên mất. Thiện nam tự ở chỗ Đức Phật bảo quan công đức diệm, đạt được pháp môn phổ quan hỷ tràng tấn tốc. Đạt pháp môn này rồi, ta nhất tâm chuyên cần các thiện tri thức, các căn vạch, thân tâm hoan hỷ. Ta du hóa khắp nơi để điều phục chúng sinh, làm cho họ nhập nơi hành luật. Thiện nam, ta chỉ biết pháp môn phổ quan hỷ tràng và Tam Muội Tỳ La Ma Già này, với cảnh giới quang minh thù thắng thanh tịnh viên mãn. Còn các đại Bồ Tát trong mỗi một niệm đều không lìa thiện trí thức, hội nhập nơi biển lớn trí tuệ phương tiện. Nhờ nơi thiện trí thức nên phát sinh và nuôi lớn các pháp môn nhanh nhạy, ứng hợp phát triển tất cả biển thệ nguyện bao la, trong tất cả kiếp không lìa bỏ căn lành, niệm niệm tương tục, thân cận thiện trí thức, cầu công đức vi diệu, cứu hộ chúng sinh, đều đầy đủ tất cả đạo nơi hành dụng của Bồ Tát Phổ Hiền. Bây giờ, Dạ Thiên hỷ một quan sát chúng sinh vì đồng tử thiện tài, nên hiển hiện cảnh giới của thân tướng trang nghiêm và pháp môn giáo hóa tất cả thế gian của Bồ Tát. Trong tướng lông trắng giữa chân mày phóng ra ánh sáng lớn tên là Phổ Tuệ Diệm Đăng, thanh tịnh tràng. Giới vô lượng ánh sáng chiếu khắp tất cả thế giới, rồi nhập vào trên đỉnh đầu thiện tài và bao trùm toàn thân đồng tử. Khi ấy, đồng tử thiện tài liền được Tam Muội Tỳ La Ma Già viên mãn. Được Tam Muội này rồi, thì nơi mỗi một thân hiện bày đầy khắp pháp giới, nơi tất cả đất nước, gió, lửa nhiều như vi trần, cao châu báu nhiều như vi trần, thương vi trần, kim cang vi trần, ngọc mani vi trần cực vi tế, tất cả vi trần trang nghiêm. Trong mỗi biển vi trần như vậy đều thấy sự thành hoại các thế giới, nhiều như vi trần nơi cõi phần. Tướng thành hoại của bốn đại, phong luân, thủy luân, kim cang luân, địa luân. Các thứ trang nghiêm, những núi vây quanh, vô lượng biển lớn, cung điện chư thiên, những cây máu xen nhau, các thứ trang nghiêm, những cung điện rồng, giả xoa, càng các bà, Atula, Khẩn Na La,
các cung điện thành quán của nhân và phi nhân, các chốn địa ngục ngạ quỷ, Diêm La Vương, trước đây sinh kia, đều biết rõ nhân quả nơi các pháp. Trong mỗi một thân hiện khắp nhiều thân nơi tất cả pháp giới, thay khắp tất cả cõi nước của chư Phật. Tùy chỗ ứng hóa, đồ tất mọi thứ nghiệp báo tốt xấu của chúng sinh, dùng âm thanh vi diệu thuyết pháp khắp mọi nơi, làm cho pháp âm này nhập vào từ nơi lỗ chân lông, khiến các chúng sinh đều được pháp hạnh. Thấy mỗi mỗi cõi và tất cả thế giới nhiều nhân số vi trần nơi các cõi, thấy vô lượng vô biên tất cả biển chư Phật Như Lai vào sâu nơi căn lành, ở chỗ chư Phật trụ nơi tất cả pháp giới, lại ở chỗ vô lượng đức Phật đắc vô lượng pháp môn, vượt khỏi sinh tử, an trụ trong thần thông. Ở mỗi mỗi trụ xứ Phật tự nhớ từ lúc mới phát tâm tu bằng hành Bồ Tát, cho nhóm các căn lành thọ quả báo nơi tất cả cảnh giới. Ở mỗi mỗi trụ xứ Phật được nghe chư Phật chuyển pháp luân, ghi nhớ không quên, nên luôn bảo vệ chánh pháp, dùng sức của bản nguyện căn lành, nên đều thấy tất cả chư Phật ba đời vượt qua dòng sinh tử. Thiện nam, các đại Bồ Tát thành tựu vô lượng vô biên công đức lớn như vậy, ta làm sao có thể biết và có thể nói về hạnh công đức ấy? Giả thiên khỉ một quan sát chúng sinh, bảo đồng tử thiện tài, ta dùng diệu lực của pháp môn phổ quan hỷ trang này, nên thường được thấy chư Phật liên tục không gián đoạn. Do nghĩa ấy, nên biết khắp mọi nơi để giữ gìn pháp Phật lưu hành khắp cõi hư không, tâm không hề mỏi mệt. Làm thế nào có thể hộ trì tất cả chánh pháp chư Phật như thần lực nơi bản nguyện của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na và diệu lực nơi oai thần của Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, đem chú Đà La Ni, Bách Bảo Liên Hoa ủng hộ người thọ trì đọc tụng hành theo chánh pháp. Lúc ấy Dạ Thiên Hỷ Mục quan sát chúng sinh nương vào thần lực của Phật liền thuyết chú Đà La Ni, Bách Bảo Liên Hoa, Đa Điệt Tha, Mạc Lợi Xí, Ba Xà La Mạc Lợi Xí, Sa Ma Tha Di Tỳ Sa Ma Tha Di, Ba Lạp Ba Đà Ni Xí Kế, Ta Bà Ni Xí Sa Ha, Thiên Đầu Xí, Mẹ Đầu Xí Sa Ha, Sa Bì Đa Bát Đầu Ma, Vô Chi Xí Sa Ha, Nhân Đà La Ba Ni Xí Sa Ha, Mạng Đà Di Sa Ha, Du Xà Di Sa Ha. Nếu có người thọ trì chỗ này sẽ không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đối với thân hiện tại không bao giờ bị chết oan, không gặp sự ngược đãi của vua quan, hay bị trói buộc giam cầm trong ngục tù, thường hưởng thọ tất cả sự thanh tịnh an vui. Nếu có người được Đà La Ni này, nên biết người đó thường được gặp chư Phật không rời, nghe Phật thuyết pháp, chuyển chánh pháp luân, cũng thường được ấn biện tại nơi biển âm thanh của pháp thanh tịnh vô tận Đà La Ni. Nếu có người được nghe Đà La Ni này, đầy đủ tất cả tịnh hạnh của Bồ Tát, chắc chắn vượt qua biển sinh tử đến bờ giác ngộ. Đồng tử thiện tài nghe Đà La Ni này xong, cung kính đảnh lễ nơi chân Dạ Thiên Hỷ Mục quan sát chúng sinh, nhiễu quanh vô số vòng, nhất tâm tư duy chánh niệm về pháp môn viên mãn tịnh tràng của Bồ Tát, suy nghĩ phân biệt định tâm quán sát, ghi nhớ lời dạy của Thiện Tri Thức, hộ nhập và vâng theo lời dạy của Thiện Tri Thức. Khi ở Dạ Thiên và đồng tử thiện tài, thiện nam, trong đại chúng của Đức Phật ở đây có một Dạ Thiên tên Phổ Phú Chúng Sinh Oai Đức. Đồng tử hãy đến đó thỉnh vấn thế nào là Bồ Tát, học hành Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát. Lúc này, đồng tử thiện tài của đầu đảnh lễ nơi chân Dạ Thiên Hỷ Mục quán sát chúng sinh, rồi từ biệt đồng tử đi đến chỗ Dạ Thiên Phổ Phú Chúng Sinh Oai Đức, cầu Thiện Tri Thức, tâm không hề chán đủ, liền được phát sinh căn lành từ đời trước nơi tất cả cảnh giới. Nhờ năng lực của cảnh giới này, nên thấy khắp cả chư Phật Bồ Tát, các bậc Thiện Tri Thức trong mười phương, hoan nghi tề chỉnh, không hề kiêu mạn, sinh tâm cung kính sâu xa đối với Bồ Tát và Thiện Tri Thức, niệm niệm tương tục không chút thay đổi, hoàn toàn quy kính các bậc Thiện Tri Thức. Các vị Bồ Tát kia từ khi mới phát tâm đã có thể thọ nhận làm bậc pháp khí cho đến mười địa. Họ cầu Thiện Tri Thức như ta không khác, thường được sự che chở ủng hộ của Thiện Tri Thức. Nghe Thiện Tri Thức nói những điều mật ngữ thì luôn ghi nhớ không bao giờ quên. Vì sự thành tựu giác ngộ nên tu tất cả căn lành, tạo công đức trang nghiêm, đầy đủ các phương tiện đều do đời trước từng thân cận Thiện Tri Thức. Bây giờ Dạ Thiên tên Phổ Phú Chúng Sinh Oai Đức phóng ra ánh sáng chiếu, tọa chiếu tên là Pháp Môn Luật Nghi,
thể hiện trang nghiêm, điều phục tất cả chúng sinh. Người đạt được pháp môn này thì có đầy đủ các tướng tốt để trang nghiêm thân. Đem thân tướng tốt đẹp này thì hiện tất cả các tướng ánh sáng. Hiện về ánh sáng rồi, nơi tướng lông trắng giữa chặng mày phóng ra tất cả ánh sáng chiếu khắp mọi nơi chốn, dùng tất cả ánh sáng ấy làm quyến thuộc. Ánh sáng này tên là Phổ Tri Diễm Tỳ La Ma Già Viên Mãn Thanh Tịnh Tam Muội Cảnh Giới. Là nửa ánh sáng này chiếu khắp vô lượng vô biên không bờ bến, chiếu đến tất cả mười phương thế gian, được nhập vào đỉnh đầu thiện tài, hiện khắp nơi thân. Lúc đó đầu tự thiện tài liền được Tam Muội cực diệu thanh tịnh Tỳ La Ma Già. Khi được Tam Muội này, có vô lượng vô biên các chúng sinh phát tâm thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đại chúng thể đều hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật và lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh La Ma Già quyển hạ hết. Bữa sau con sẽ đọc tiếp cái kinh Đại Phương Quảng Pháp Hoa Nghiêm.